rà soát chặt chẽ với những trường hợp ra đường, kiên quyết thực hiện giãn cách mạnh hơn và cao hơn. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 2 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hôm qua ngày 2 tháng 8, quận Sơn Trà vẫn tiếp tục là điểm nóng khi ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 mới. Thành phố cũng đã lập kỷ lục xét nghiệm với gần 64.500 mẫu, điều trị khỏi và xuất viện 21 trường hợp mắc COVID-19. Tỷ lệ tiêm vaccine đạt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các địa phương đã xử lý 29 vụ vi phạm quy định phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng chức năng trong những ngày thực hiện nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, vẫn có lúc có nơi còn tập trung đông người. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Công an thành phố, các quận huyện nghiên cứu bố trí và tổ chức lại các chốt phù hợp hơn để có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ làm nhiệm vụ tại chốt, đồng thời phải có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch và điều kiện hoạt động cho lực lượng này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị rà soát chặt chẽ toàn bộ giấy đi đường, có hình thức xử lý xử phạt với những trường hợp làm giấy giả hoặc lạm dụng không đúng mục đích, đẩy mạnh kiểm tra ngay từ khu dân cư. Tập trung tăng cường lực lượng và kiểm tra ở các cái khu dân cư, kiểm tra các chốt ấy ở khu dân cư vào thời cao điểm. Cái này giao lại cho quận đi xuống kiểm tra ở các phường. Và tôi đề nghị thành phố cũng phải thành lập các tổ kiểm tra ở các cái điểm này. Và như tôi nói ban đầu ấy, là phải ngăn từ khi người dân đi ra khỏi nhà, chứ không phải là để cho người ta ra đường rồi chúng ta mới ngăn. Nên là các cái tổ này phải kiểm soát ngay những cái khu dân cư mà người dân đi ra, thì xem là họ có đủ điều kiện không để cho họ còn quay về. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thống nhất việc ban hành mẫu giấy đi đường mới kèm với bổ sung đầy đủ các thông tin cần thiết, trong đó xác định rõ lĩnh vực hoạt động của mỗi đơn vị, đề nghị các ngành chủ động lập danh sách các đơn vị được hoạt động theo từng lĩnh vực, có phương án cấp phép hợp lý, nếu không được phê duyệt thì không cho đơn vị đó hoạt động cũng như cấp giấy đi đường. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở ngành khẩn trương lập danh sách các đơn vị được hoạt động theo từng địa bàn quận huyện, các địa phương xem xét bố trí lại các chốt chặn hợp lý hơn, đồng thời siết chặt hơn nữa việc cấp giấy đi đường cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh. Việc cấp giấy đi đường cho nhân dân thì hiện nay là mỗi địa phương chúng ta làm một phách rất là khó. Cho nên là đợt này thì bởi vì chúng ta kiểm soát là hạn chế những người mà không cần thiết ra khỏi địa bàn. Chính vì thế là chúng ta cũng đã giao cái việc này cho phường. Và nhân dân thì không thể tiếp cận với phường được, cho nên họ tiếp cận với tổ dân phố. Cho nên tổ trưởng của tổ dân phố là người mà sẽ tham mưu cho phường cấp cho từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát tại các khu dân cư và từng doanh nghiệp, kiên quyết xử phạt với những trường hợp vi phạm, chỉ cho phép 50% người làm việc tại các cơ quan đơn vị, đồng thời phải điều chỉnh thời gian làm việc, giãn cách để giảm áp lực cho các chốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị siết chặt hơn việc sàng lọc các trường hợp F1 trong cộng đồng, tập trung truy vết khoanh vùng tại các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao.